Mới đây, Trúc Nhân có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, nam ca sĩ bức xúc chia sẻ chuyện bị quát mắng tại sân bay. Cụ thể, trong lúc đứng soát vét tại cổng an ninh, Trúc Nhân đã bị một cơ trưởng của hãng bay có tiếng quát mắng, yêu cầu tránh sang một bên cho hành khách VIP di chuyển. Nguyên văn bài đăng của Trúc Nhân như sau: ở quầy an ninh soát vé sân bay Cam Ranh Nha Trang, chú cơ trưởng vừa to tiếng gằn giọng kêu mình tránh qua một bên cho VIP đi, nguyên văn ạ. Lúc đó em đang kẹp vé và thẻ của em trong hộ chiếu. Chú quát vô mặt em với năng lượng đầy khinh bỉ và rất tự tin. Có vé hạng thương gia hay thẻ VIP không mà đòi đi cổng này? Mấy anh an ninh hết hồn, mất tròn xe nhìn chăm chăm vào chú nhân viên lái máy bay đang hành xử với hành khách mà mấy ảnh biết hàng vé là hàng thẻ gì. Sau lưng chú ấy còn mấy anh chị tiếp viên nữa. Em đưa vé, đưa thẻ ra cho chú và mọi người xem rồi nói, chú làm cái gì dữ vậy? Khúc đó, con mà là chú, con dùng chữ nhục, chứ chữ quê không đủ. Con đang tưởng tượng bà con không có điều kiện bay vé hàng thương gia hoặc không có thẻ VIP mà lỡ điện lộn cổng hay tình cờ ngán đường chú, chắc chú còn khinh miệt, dè biểu dữ lắm. Con thầm khen bản thân sáng nay vì đã không cho chiếc miệng xinh của mình hoạt động hết công suất. Chú đáng tuổi ba con, nói dữ quá thì hỗn, nói nhẹ quá thì không có đã. Mà thua đủ với chú thì con không muốn, tại chú thua á, con thề. Bài đăng của Trúc Nhân nhận được nhiều sự quan tâm từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đa số đều chỉ trích cách hành xử kém duyên từ cơ trưởng kia. Trước khi gặp sự cố khó đỡ này, Trúc Nhân cũng từng rơi vào những tình huống bi hài không kém. Mới đây, Trúc Nhân đăng đàn than thở về tình huống dở khóc dở cười. Chuyện là một số máy lạ không biết gọi cho Trúc Nhân hay quản lý của nam ca sĩ. Hỏi danh tính như đúng rồi, chỉ cần bên kia ừ một tiếng, người này vội hỏi. Chị cho em xin số chị Harry Won để em book show tới. Thấy anh Nhân chơi thân, chắc chị có số. Tình huống này hài hước và cũng khá tế nhị. Bởi việc book show nghệ sĩ này qua câu nói là nghệ sĩ nọ là điều không nên. Chia sẻ tình huống bi hài, Trúc Nhân đặt hashtag tháng 7 chưa tới. Ân ý tháng 7 chưa tới mà cô hồn đã tới. Bản thân Harry Won cũng cười sạc khi đọc được câu chuyện trên. Trước đó, Trúc Nhân cũng từng rơi vào những tình huống bi hài không kém. Tháng 4 năm 2020, giọng ca bốn chữ lắm khiến dân mạng cười xỉu khi chia sẻ bức tranh do fan vẽ tặng. Song ngoại hình thì lại chẳng liên quan. Chiếc mũi, hàng lông mày, bờ môi đều bị phóng đại so với phiên bản gốc. Ngắm bức tranh Trúc Nhân chia sẻ, Lê Dương Bảo Lâm lập tức khẳng định fan nam ca sĩ đã lấy môi anh để họa cho thần tượng của mình. Ngày quốc tế phụ nữ vừa qua, Trúc Nhân cũng khiến dân mạng bật cười khi tiết lộ chuyện ngược đời, Trang Anh cũng được tặng hoa. Theo chia sẻ, lãng hoa mang dòng chữ tặng con dâu là do Trấn Thành gửi đến nam ca sĩ. Được biết trong bộ phim Bố Già Bàn Chiếu Mạng, nam diễn viên Tuấn Trân đã đảm nhận vai con trai Trấn Thành. Ngay cuộc trước vẻ ngoài điển trai lãng tử của Tuấn Trân, Trúc Nhân lập tức tự nhận làm con dâu nhưng chưa được Asin chấp thuận. Hành động gửi hoa cho Trúc Nhân ngày 8 tháng 3 phần nào cho thấy Trấn Thành đã chấp nhận nam ca sĩ làm dâu con trong nhà. Màn tương tác lê lội từ phim ra đời thực của các show nam khiến nhiều người thích thú.